Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là pin của điện thoại Lenovo Viber K5 Plus mã A6020 đang có mặt tại xidongcaocap.vn. Khi mà có lỗi sự cố liên quan pin của điện thoại Lenovo K5 Plus, lỗi hỏng, pin phồng, pin rộp, pin báo ảo, pin dùng nhanh hết, thì quý khách hàng chỉ cần vui lòng truy cập vào website www.xidongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại xidongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với xidongcaocap.vn thì quý hàng có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship pin đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận pin mới phải thanh toán tiền cho bưu tá, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất, quý hàng có thể đến trực tiếp 472 xã Đàn hoặc liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên tại xidongcaocap.vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu pin của điện thoại Lenovo K5 Plus tại xidongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp pin điện thoại Lenovo hàng đầu Việt Nam.